Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 30 tháng 7 năm 2020. Và buổi tối ngày hôm nay để đáp ứng nhu cầu của các bạn là số lượng đặt Note 8 bên mình thì rất là nhiều. Thì để đáp ứng nhu cầu của bạn hôm nay thì hôm nay nhà bên em lại về được sản phẩm là lô Samsung Note 8. Đấy, lô Samsung Note 8 này thì hàng đợt này thì đang Việt Nam mình ta cũng đang bị ảnh hưởng Covid từ cực kỳ là nhiều. Đâm là Samsung điện thoại cũ thì thứ nhất là già, thứ nhất iPhone sẽ tăng lên rất là nhiều, Samsung cũng tăng cực kỳ là nhiều. Thì các bạn, mình cũng khuyên các bạn thời điểm này thì các bạn đừng nên xuống tiền những mua sản phẩm điện thoại nhé. Nhất là điện thoại iPhone đấy, iPhone thì lên kinh khủng luôn, mấy trăm nghìn một cây, có khi còn tiền triệu cơ. Nhưng mà Samsung Note 8 bên mình thì mình sẽ cố gắng là giữ giá, thứ nhất là rẻ nhất và thấp nhất cho các bạn, nên các bạn yên tâm về giá cả bên mình nhé. Biết là giá thị trường đang bị đẩy lên rất cao, nhưng mà bên mình sẽ bán cho bạn là Samsung Note 8 cực kỳ là rẻ, nên là các bạn cứ yên tâm ạ. Giá chỉ từ hơn 3 triệu đến hơn 4 triệu thôi các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung Note 8. Và trên thị trường đang bán với giá là toàn là 4 triệu rưỡi đến 5 triệu rưỡi đến 6 triệu tùy theo phiên bản các bạn nhé, mà cực kỳ là đắt, nên là các bạn cứ yên tâm mình. Và tất cả sản phẩm Samsung Note 8 mình ấy, Samsung Note 8 mình đều là bản Hàn hay SIM nhé. Này, tất cả Samsung Note 8 bên mình ấy, đều là bản Hàn hay SIM. Tất cả Samsung Note 8 bên mình đều là bản Hàn hay SIM hết nhé. Đều là bản Hàn hay SIM, nên các bạn dùng thì ok, vô tư, thao hồ chơi game, chiến game, xem phim, nghe nhạc, nghe gọi ABC rất là các kiểu ạ. Đấy, Note 8 thì hôm nay bên em lại về được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây Samsung Note 8. Thì ưu điểm lớn nhất ở sản phẩm Samsung Note 8 các bạn biết gì không ạ? Thứ nhất là màn hình đang tồn này, các bạn chỉ gõ vào cái đấy, nó sẽ hiện thị là phần trăm pin này, ngày giờ, ngày tháng này, các kiểu này, rất là tiện lợi nhá. Đây, các bạn gõ vào màn hình này sẽ tối lên đấy, các bạn sẽ xem được giờ luôn, các bạn không phải bấm nút nguồn nhé, rất là tiện lợi ở số đấy. Và thứ hai của nó thì về tính năng, về cái độ màn hình của nó thì là màn hình con Note 8 này thì là màn hình con này là gì nhỉ, 6.3 inch. Đấy, độ phân giải màn hình của nó, độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé, 2K. Đấy, chip của này là chip Exynos, bản Hàn của nó là chip Exynos 8895 8 nhân. RAM của nó là RAM sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ 64GB nhé, tùy theo phiên bản nhé. Có phiên bản là bộ nhớ trong của nó là 256GB. Thì mình sẽ bán và báo giá từng trạng từng con một. Đây, con này mình sẽ xem sơ cua qua là bộ nhớ là bao nhiêu GB nhé. Tùy theo có con bản 256 và con bản 64, nhưng mà hầu tư chủ yếu là 64 nhá. Nói chung là 64 các bạn dùng thì thật với các bạn, không biết bao giờ cho hết cả, tại vì mình cũng đang dùng 64 đây. Dùng nó thật với các bạn lưu trữ thì cực kỳ là ok, không bao giờ phải lo hết dung lượng nhá. Đấy. Và tất cả bên Hàn, máy Hàn của mình thì là nhập nguyên chiếc về, nên là các bạn yên tâm là không phải lo sửa chữa hay đâm đục gì. Như hàng Việt Nam mình thì hay bị đâm đục và tu sửa lại, nhưng mà hàng Hàn Quốc thì mình nhập nguyên chiếc Hàn Quốc, thì bên họ, bên Hàn Quốc các bạn cũng hiểu đấy, bên nước ngoài thì họ không hay sửa máy đâu, chỉ có Việt Nam mình thì hay tận dụng hay sửa lại thôi. Nước ngoài họ ít sửa lắm, họ thay, họ thay cả con luôn. Mà với điện thoại bên đấy thì rất là rẻ nhé, các bạn chỉ cần mua SIM nhập mạng, các bạn sẽ, người ta sẽ cho luôn các bạn điện thoại luôn, tặng các bạn điện thoại nhé. Đấy, rất là rẻ đấy. Note 8 rất nhiều tính năng nhé. Thì Note 8 thì có hỗ trợ cái bút này, dùng rất là sướng đấy. Note 8 hỗ trợ cái bút dùng các bạn viết vẽ này, và các bạn mà nhà các bạn có em gái mà đang đi học ấy, mà các bạn mà thích ham học, các bạn có thể là mua sản phẩm Samsung Note 8 này về tặng cho các em nhỏ mà bạn gái hoặc là bạn trai mà đi học, thì nó hỗ trợ cái bút rất là tuyệt vời đấy. Đấy, bút rất là tuyệt vời đấy, hỗ trợ bút rất là tuyệt vời nhé. Đấy, này, cổng sạc, đây là cổng sạc Type-C, đây lỗ tai nghe này, thì là camera của nó là đa kép nhé, hai camera, một đèn flash để vân tay đấy ạ. Mở khóa khuôn mặt thì rất nhiều tính năng, mở khóa thì cũng rất nhiều tính năng nhé. Mà khóa màn hình này thì có mở nhận diện khuôn mặt này, mống mắt này, vân tay này. Đấy, rất là ok ạ. À, đồng mắt vân tay này, hình thức là toàn từ 90% trên 90% nhá. Đấy, thì mình sẽ lướt qua cái phần mà nghe nhạc xem phim cho các bạn nhé. Nó tảng này mình sẽ vào YouTube xem phim 4K 2K cho các bạn này. Phim này 4K này. Đấy, các bạn xem phim 4K thì thoải ngoài luôn, các bạn khỏi phải chê luôn. Đây, các bạn nghe cực kỳ hay ạ. Cái này không phải quảng cáo đâu các bạn. Đây,
Đấy. Các bạn xem phim 4K tuyệt vời luôn. Nhìn nghiêng không có độ lóa mờ gì nhá. Đấy các bạn nhìn nghiêng nhá. Đấy, màn hình Samsung Note 8 ấy thì nó làm cực kỳ là đẹp, tại vì nó là màn hình độ phân giải nó 2K mà. Những sản phẩm bên đời mới bây giờ nó chỉ có là một là HD cộng và hai là Full HD thôi các bạn nhé. Đấy, không có hoặc là AMOLED Full HD, HD cộng, Full HD cộng nhé, chứ không có màn hình kiểu 2K như thời mà Samsung Note 8 này nhé. Tại vì cái lúc mà thời điểm nó mới ra ấy, nó gần 30 triệu, nó ngang một xe máy lít, thì các bạn phải biết rồi, thì Samsung thì họ rất tối ưu nhiều tính năng và sản phẩm. Thứ nhất vào màn hình và thứ hai là con chip sử dụng rất là ok nhé. Đấy, mình sẽ xem là nghe nhạc vàng cho bạn này. Duyên phận này. Đấy, các bạn nghe nhạc. Đấy, bạn nghe nhạc thì cực kỳ là phê nhé. Note 8 ấy, cực kỳ là phê ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn nên tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. Đấy ạ. Một là qua số này mình trong dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn ở gần các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có báo giá trực tiếp, ở xa thì bên mình thì có ship. Và hình thức ở xa bên mình rất hình thức. Các bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi, các bạn phải chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn phải chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình nhá, 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Đây, và sản phẩm đầu tiên của các bạn là con này, là con Note 8 nhá. Màu gold, Note 8 màu gold. Màu gold này chủ yếu nó là các bản 64GB nhá, nó sẽ không có 3, không có 256 và 128GB. Màu gold con này đẹp là trên 90% nhá, máy đẹp leng keng như là mới này ạ. Đấy, con này thì là nó tình trạng nó bị màn hơi bị ám hồng một chút và lưu trữ một chút nhá. Đấy, màn hơi bị ám hồng một chút và lưu trữ một chút này, các bạn không thích màn ám ấy, các bạn có thể là vào màn hình này, các bạn kích màn hình đen. Đấy. Thế là hết màn ám luôn nhá. Đấy, con này thì bên mình đang bán bạn với giá cực kỳ là rẻ. 3 triệu 500k cho bạn nhá. Đấy, 3 triệu 500k. Đấy, cực kỳ là rẻ. Đấy, tội gì các bạn phải đi mua sản phẩm đời mới bây giờ. Những sản phẩm đời mới bây giờ ấy, nó thật với các bạn ấy, các bạn dùng ấy, sau này các bạn đi bán cực kỳ là lỗ. Lỗ kinh người luôn. Mà chip RAM thì làm sao bằng bọn này được, camera rất nhiều tính năng làm sao bằng bọn này được. Mà các bạn đi bán thì phải gì một lỗ. Các bạn mua máy 1 triệu các bạn phải lỗ một nửa. Nhưng mà các bạn này mua con này 3 triệu 5 các bạn đi bán đâu, cực kỳ là, nói chung là lỗ rất là ít ấy, nên các bạn yên tâm ạ. Lỗ ít lắm. Con này thì mình sẽ đánh dấu là số 1 để mình số 1 nhé. Mình bút mình hết mực, mình lấy bút khác ra. Đây, số 1 của nó mình đây là 3 triệu 500k cho các bạn này. Đấy. Số 1 là 3 triệu 500k, máy màu gold rất là đẹp nhá. Đấy, tội gì các bạn phải đi mua sản phẩm đời mới bây giờ. Các bạn mua những sản phẩm này mà trải nghiệm cho các bạn, chạy mình rất ok nhá. Đấy, Note 8 thì các anh Grab thì cũng chia sẻ với mình là lỗ đơn cực kỳ là nhanh. Các bạn mà chạy Grab các bạn mua con này thì quá là tuyệt vời luôn. Phê lòi mắt luôn nhá. Con số 1 3 triệu 500k nhá. Đấy. Tuy là giá thị trường đang lên nhưng mình sẽ bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ nên các bạn yên tâm nhá. 3 triệu 500k. Đấy. Con này thì cũng tình trạng nó bị hơi bị ám hồng một chút này. Đấy, vừa vừa thôi chứ không phải là đỏ lòe quá đâu. Ám hồng một chút thôi. Đấy, con này bên mình cũng đang bán xả cho các bạn là 3 triệu 500k, cực kỳ là rẻ. Mình bán này gọi để tăng tương tác và lấy khách hàng thôi, chứ mình cũng không lãi lời gì các bạn nhiều đâu, nên các bạn yên tâm ạ. Đấy ạ. Con này thì là 3 triệu này, 500k nhá. Con màu xanh đấy nhá, 3 triệu 500k cho các bạn nhá. Đấy, cực kỳ là rẻ. Con số 2 nhá. Số 2 là 3 triệu 500k. Đấy. Con này mình sẽ xem bản bao nhiêu ghi nhá. Mình quên mất chưa xem bản bao nhiêu ghi. Tại vì nó còn nhiều bản 256GB cơ. Biết đâu là có con nào 256GB. À, con này là 64GB nhá. 3 triệu 500k nhá, con số 3 này. Đấy, giá cực kỳ là rẻ. Giá nhà mình thì bao rẻ cho các bạn Trung Quốc. Đấy. Con này thì là màn đẹp. Con này thì màn đẹp lắm, thôi đẹp. Con này thì màn hình đẹp. Con này thì màn đẹp này. Đấy. Đấy, con này 64 thôi, mình bán hàng 3 triệu 5 thì mình sẽ bán lên trên này.
Con này thì là màn hình nó đẹp, màn hình không ám nhá, thì chỉ bị lưu trữ một trí đôi chỗ thôi. Lưu trữ thì mỗi đôi chỗ chỗ này thôi. Đấy, mình sẽ xem con này nó bản bao nhiêu ghi nhá. Con này nó bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong con này là 64 GB. Đấy, con này chỉ bị màn hình đẹp trắng nên bị chỉ bị lưu trữ một chút thôi nhá. Đấy, con màu xanh này bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.700.000 nhá. 3.700.000 đấy ạ. Đấy, 3.700.000. Màn hình đẹp thì chỉ bị lưu trữ một chút nhá. Đấy, 3.700.000 nên các bạn yên tâm về giá cả nhá. Con số 3 này là 3.700.000 cho các bạn nhá. Đấy. Con giấy mình đang hết, mình xé tí. Đấy. 3.700.000. Đấy, số 3 là 3.700.000. Đây. Con này màu gold cũng đẹp, trên 90%. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 nhá. Đấy. Đây, màn thì hơi bị ám hồng mà ám hồng đấy nhá. Đây ạ. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 3.500.000. Đấy, con số 4 là 3.500.000 nhá. Đây các bạn kích màn hình đen xong. Hết ám luôn. Đấy. Rồi, máy cực kỳ là đẹp đấy, 3.500.000. Đấy, nó 8 toàn 3.500.000. Giá cực kỳ là rẻ, tội gì các bạn phải mua đâu. Đấy. Số 4 này. 3.000.000 này. 500.000. Đấy, số 4 là 3.500.000 nhá. Và con này là con số 5. Đấy, số 5. Thì con này là 3.000.000 gì nhỉ? Con này thì chỉ bị hơi bị ám một chút phần bên trên này thôi. Đấy, mình sẽ xem bộ nhớ này bao nhiêu ghi. 64 GB nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.000.000. Đấy, chỉ bị hơi bị ám chút một trên thôi. 3.700.000 nhá các bạn nhá. Con này là 3.700.000 và con này là con số 5. 3.700.000. Những con dưới này sẽ là ngon bổ rẻ đắt hơn một chút. Số 5 này 3.700.000 nhá. Đấy. Thì mình có 3 con 3.500.000. Đấy, bạn nào thích rẻ thì có rẻ và bạn nào thích nào đắt có đắt. Và tình trạng thì mình sẽ báo giá rõ luôn cho các bạn này. Đây. Và con này. Và con này sẽ là bản bao nhiêu ghi đấy ạ? Bản 64 GB ạ. Con này hình thức là đẹp. Máy đẹp toàn trên 90% đẹp. Nói chung nó đẹp. Màn con này chỉ bị hơi bị ám nhẹ xíu thôi nhá. Đấy, hơi bị ám nhẹ xíu. Đấy. Con này chỉ màn bị hơi bị ám nhẹ xíu nhá. Đó. Con này chỉ hơi ám nhẹ xíu thôi. Bên mình đang bán các bạn giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000. Cái con này là con nói chung là con nó Samsung nó nào bây giờ cũng ám thôi. Nói chung là con này chỉ ám nhẹ xíu thôi. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000. Đấy, con này là con số 6. Số 6. 4.200.000. Con màu xanh này 4.200.000 đây ạ. Đấy, và con này là con số 7. Đấy. Số 7. Đây ạ. Số 7 màu gold. Con này thì cực kỳ là đẹp ạ. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Con này gọi là nhẹ xíu thôi. Cũng ám nhẹ xíu thôi các bạn nhá. Đấy, nói chung là các bạn để ý kỹ thì mới thấy thôi, còn bình thường là mắt thường không thấy nhá. Đấy, nhẹ kỹ xíu thôi. Đây, màu gold đẹp. Con này thì mình sẽ bán các bạn giá là 4.300.000 nhá. 4.300.000. Màu gold này, số này là số 7. Màu gold này toàn là 64 GB nhá. 4.000.000 này. 300.000 này. Đây, con này cũng thế, gọi là ám nhẹ xíu thôi. Cũng 4.300.000 nhá. Đây, máy đẹp leng keng luôn này. Đấy, 4.300.000 đấy. Tầm thời điểm này nó khan hàng kinh khủng luôn. Nên các bạn yên tâm ạ. Số 4, à số này là số 8 này. 4.000.000 này.
300k. Nhà mình có một gôn, một đôi một gôn 4.300k nhá. 4.200.000 đấy ạ. Đây, và cuối cùng là con đen. Đấy. Con đen thì đẹp. Con đen gọi chỉ bị ám, không không ám nhá. Chỉ bị hơi lưu trữ một chút thôi. Đấy. Mình xem con này bản bao nhiêu ghi ạ. Đen là sẽ có hai kiểu, 2.5, 2.56 thì con này toàn 64 ghi tất nhá. Con này thì đen bóng. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ. Đây. Con này thì màn không ám, chỉ bị lưu trữ một chút thôi. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000 nhá. Màu đen này 4.200.000 này. Này, màn đẹp đấy. Màn đẹp không ám nó chỉ bị hơi bị lưu trữ tí 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 đi thôi. 4.200.000 cho các bạn nhá. Đấy, màu đen này ạ. Màu đen này là 4.200.000 nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là máy Hàn 2 sim nhá, tất cả là máy nhập, mình nhập nguyên zin của Hàn Quốc nhá, 2 sim 2 sóng nhá. Con này số 9 này. 4.000.000 này. 200k cho các bạn nhá. Hai con này là 4.300.000 và hai con đầu này là 4.200.000 và con này là từ 3.500.000 đến 3.700.000. Các bạn chọn con nào thì các bạn nhanh tay liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình nhá để đặt hàng nhá. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng sản phẩm nào mình ấy, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp của mình để giá cả, hoặc gần qua địa chỉ cửa hàng mình, qua trực tiếp cửa hàng mình để mua bán giao lưu trao đổi nhá. Và con đây là con năm thường ạ, năm thường hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì nó bị nứt ít kính này. Đây. Nứt ít kính này nhá. Nứt ít kính, quên mật khẩu iCloud. Con này thì dùng bình thường nhá, tải game dùng bình thường. Bên mình thanh lý các bạn với giá là 300k nhá. Còn năm thường này là 300k nhá. Đây ạ, năm thường 300k đấy ạ. Đấy, còn cuối cùng nhà mình. Đấy. Năm thường này 300k, tình trạng là máy bị quên mật khẩu iCloud. Máy dùng bình thường đây. Máy dùng bình thường chỉ bị quên mật khẩu iCloud, khách không đăng xuất ra được này. Đấy, mặt kính thì bị vỡ này nè nè nè. Đấy, mặt kính thì bị nè nè đấy. Mình sẽ tả rõ cho bạn luôn, 300k nhá. Rất là rẻ. Đấy. Còn năm thường này là 300k nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại Samsung Lot 8 để phục vụ các bạn nhu cầu học sinh, sinh viên hoặc các bạn lao động phổ thông thu nhập thấp, nói chung là thu nhập cao cũng có. Thì các bạn thích sản phẩm bên mình thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho mình để đặt hàng và ủng hộ bên sản phẩm bên mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Xin chào và hẹn lại các bạn nhé.